những trái dưa hấu này được nông dân Quảng Ngãi trồng. Đã đến mùa thu hoạch nhưng lại không tiêu thụ được. Cũng như năm ngoái, năm nay các sinh viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lại chung tay thực hiện một chiến dịch giải cứu dưa hấu. Họ đặt tên chiến dịch là mỗi trái dưa hấu một tấm lòng. Bắt đầu thực hiện từ ngày 9 tháng 5 năm 2018, họ hy vọng sẽ bán được khoảng 80 tấn dưa. Điểm bán dưa nằm trong khu đô thị Đại học Quốc gia ở quận Thủ Đức và trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Dưa hấu được vận chuyển từ Quảng Ngãi vào thành phố Hồ Chí Minh lúc đêm khuya. Sinh viên phân công nhau đi bốc dưa, rồi họ lại thay phiên bán và trông coi ở các điểm từ sáng tới tối. Mình hôm bữa mình đi học về thì mình thấy mấy chú ở đây có bán dưa, xong mình vô mình cũng mua. Xong rồi mình biết là mấy chú ở Quảng Ngãi tới đây luôn nên là mình vô mình phụ. Nói chung là mình thấy mấy chú bán cũng cực khổ quá nên là mình cũng muốn giúp đỡ một phần nào đó để giải cứu dưa bớt, chứ cũng thấy tội mấy chú. Mình là sinh viên thì mình thấy là dưa của nông dân Quảng Ngãi là bán không được á, cho nên mình ra giúp đỡ để giải cứu một phần nào. Nếu mọi người thấy sinh viên bán rồi thì mình cũng ghé mình mua về công trình ăn chơi vậy thôi. Nói chung đây là một hành động tốt mà gọi là con người giúp con người nhau thôi. Trong hai ngày đầu, sinh viên đã giải cứu được 40 tấn dưa hấu giúp người dân Quảng Ngãi. Đang trong thời gian thi cử, lại vào những ngày mưa nên họ cũng gặp nhiều khó khăn. Khó khăn mấy thì sức trẻ và tấm lòng vì cộng đồng cũng có thể giải quyết được. Có điều, chắc ai cũng mong rằng sẽ không còn phải giải cứu thêm một mùa dưa nào nữa.